Dạ vâng, xin chào cô chú anh chị, mình đã trở lại với căn nhà đất Khánh Dương nha. Thì ngày hôm nay á, em Dương lại tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị mình một căn nhà nằm trong khu dân cư luôn. Đường nhựa 7m nha. Như cô chú anh chị mình thấy đó, đường phía trước nhà của mình rất là rộng rãi nha. Và đường này thì xe hơi, xe ô tô, xe lịch vào tới tận cửa luôn. Và ở đây á, thì đầy đủ cống thoát nước cho mình nè. Đó, không bị ngập úng nha, cơ sở hạ tầng thì đầy đủ. Đó, khu dân cư mình rất là đông đúc hiện hữu rồi. Và ngày hôm nay á, rất là đặc biệt, em Dương sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình căn nhà này với diện tích cực kỳ đẹp luôn, ngang 4m2, dài tới tận 20m. Đó, sổ không riêng luôn. Và đất ở đây em Dương xây dựng cho cô chú anh chị mình đất full thổ cư 100% nha. Và căn nhà này á, thì với thiết kế nó sẽ là một trệt một lầu nè, gồm 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh luôn, có sân trước sân sau rất là rộng rãi nha. Và căn nhà này á, thì phân khúc nó trên 2 tỷ một xíu thôi. Đó thì tài chính của chú anh chị mình tầm 1 tỷ 2 thôi nha, mình xuống mình có thể chốt được căn này rồi. Còn bao nhiêu em Dương sẽ hỗ trợ cho chú anh chị mình góp luôn với một cái lãi suất cực kỳ rẻ. Đó thì ở đây tầm bán kính là 500m á, thì cô chú anh chị mình có chợ nè, trường học các cấp đầy đủ luôn, như là chợ dây khoảng tầm 500m đó cô chú anh chị, có chợ trung thành nè, khu công nghiệp, trường học đầy đủ luôn. Cô chú anh chị mua đây ở an cư lập nghiệp rất là tuyệt vời luôn nha. Đó thì giờ mời cô chú anh chị mình tham quan nhà đi. Thì cuối clip á em Dương sẽ báo giá cho mình một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó thì bước vào nhà mình á, thì em Dương có trang bị cho cô chú anh chị mình cái lớp cửa bảo vệ phía bên ngoài nha anh chị, cửa bốn cánh nè, được làm bằng sắt hợp nha, có sơn tĩnh điện chống sét luôn. Và trụ cột ở đây á thì em Dương làm rất là to nha và kiên cố luôn, có ốp gạch sạch sẽ nè. Ở và phía trên á thì có hai cái bóng đèn led trang trí nha, rồi soi sáng khoảng phần hiên trước nhà mình. Đó thì giờ mời cô chú anh chị tham quan tiếp nè. Và ở đây á thì em Dương có xin đồng hồ nước và đồng hồ điện riêng hết cho mình nha. Nước là nước thi cục nha cô chú anh chị, rất là mạnh luôn. Đó và đây sẽ là khoảng sân trước của nhà mình nè, ở rộng rãi nha. Và giờ đây á thì cô chú anh chị mình có thể đậu một chiếc xe ô tô 7 chỗ luôn. Ở và hai bên tường nè thì em Dương có ốp gạch sạch sẽ hết cho mình rồi, dễ đâu chùi luôn. Và giờ đây cô chú anh chị mình có thể làm thêm mái che nữa, mình che mưa che nắng, kinh doanh buôn bán cũng rất là thuận tiện luôn nha. Bởi vì sao, nhà mình nằm trong khu dân cư đông đúc mà, kinh doanh buôn bán cũng rất là ok luôn. Đó, dưới nền á thì em Dương có ốp gạch chống chân chuột nè. Cô chú anh chị mình lớn tuổi, hai trẻ nhỏ thì ra đi vào rất an toàn luôn nha. Đó, và mặt dựng nhà mình là kiểu máy hàng nha cô chú anh chị, cô chú anh chị nhìn đi, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, và đây á thì mặt dựng á thì em Dương có ốp gạch đá bóng kiến hết rồi nè, nó sạch sẽ hết cho mình nha, tiền đâu chùi dọn dẹp. Đó thì bước vào nhà mình á thì em Dương có trang bị thêm cái lớp cửa bảo vệ phía bên trong nha cô chú anh chị, cửa đó nhôm sifa, đó ốp kính cường lực 12 ly luôn, ở trên đây chống va đập cực kỳ tốt nha. Ở dưới đây cô chú anh chị mình có thể làm thêm bộ vèm nè, mình tăng riêng tư. Đó thì giờ mời cô chú anh chị mình tham quan tiếp nè. Và đây sẽ là khoảng không gian phòng khách nha cô chú anh chị, ở rất là rộng rãi luôn. Nhà mình diện tích tới ngang tới 4,2 lần và hướng tây nha, cho nên buổi sáng mình rất là mát luôn, buổi chiều mình có nắng nhẹ một xíu thôi. Đó, và bên hai bên tường á thì em Dương có ốp cho mình những tấm BBC nè, giả đá nha và giả gỗ nè, nhìn rất là sang trọng luôn, kèm những đường chỉ vàng nhìn rất là ấn tượng nha. Và trần ở đây á là em Dương giật cho cô chú anh chị mình một cái trần thạch cao nè. Đó, và kèm những cái đường chỉ vàng họa tiết nhìn rất là ấn tượng nha cô chú anh chị, mà thiết kế tựa y chang như là tân cổ điển á, nhìn rất là sang trọng luôn. Và chính giữa thì có setup sẵn có một cái đèn chùm rất là đẹp luôn. Và giờ đây mình có thể để thêm bộ sofa nè, đây là dạng TV âm thanh cực kỳ là phù hợp luôn. Dưới nền á ốp gạch đá bóng kiến sạch sẽ nha, dễ lau chùi. Và phía dưới trên cầu thang á thì em Dương có làm sẵn cho cô chú anh chị mình cái tủ ấn tượng nè, ở về mình có thể trang trí thêm những cái đồ lưu niệm bên đây, ở chai bia chai rượu nha, có đèn led sẵn luôn, nhìn rất là đẹp. Đó, tăng thêm cái độ sử dụng cho nhà mình nha. Và nhà mình là nhà trồng một những cái nhà riêng lẻ nha cô chú anh chị. Và những cái cột đà nhà mình á thì em Dương có ốp cho mình những tấm BBC giả gỗ nè, như cô chú anh chị thấy đó, nhìn rất là sang trọng nha. Và ở đây á chừa sẵn chú của chú chị cái ô nè, về mình có thể làm thêm cái cửa tủ ấm tường cũng được, đó mình trang trí thêm. Bởi phía trên thì có đèn kiểu nha, rất là đẹp luôn. Ở đây sẽ là khoảng không gian cầu thang lên tầng 1 nè, ở có trụ cầu thang nè, ở phút lục thọ nha, chạm khắc nhìn rất là tinh tế luôn, hành lang đi rất là rộng rãi nha cô chú anh chị. Và căn nhà mình á thì thiết kế á, sẽ có một căn phòng ngủ dành dưới tầng trệt nha, dành cho cô chú anh chị mình lớn tuổi nè, ở không gian thì rộng rãi nha, để giường tủ quần áo rất là thoải mái luôn. Ở người già hai trẻ nhỏ ở ngoài rất thích hợp luôn. Trần ở đây á thì em Dương cũng giật cho cô chú nhìn được cái trần thạch cao, ở đi chung với hệ thống đèn led chiếu sáng nha, rất là đẹp luôn, có đường dây điện có máy lạnh sẵn cho mình nè, có đèn ngủ luôn. Và nhà mình là tất cả các hệ cửa cô chú anh chị đều là đi bằng cửa nhôm sifa nha, đi chung với kính cường lực luôn. Ở và đây thì cũng vậy, em Dương có làm sẵn cho cô chú anh chị mình những cái khung tranh nè, ở kèm những cái đường chỉ vàng họa tiết nhìn rất là đẹp nha. Ở về đây cô chú anh chị mình có thể dán những bức tranh ở đây ở chỗ không gian này rất là phù hợp luôn. Ở đây thì có dán đá nè, rất là sang trọng nha, ở rất tuyệt vời. Ở đây cũng vậy, cô chú anh chị mình có thể về setup tranh ảnh tùy thích của mình nha. Đó thì khu việc bếp rất là rộng rãi luôn, có tủ bếp trên tủ bếp dưới cho mình rất là nhiều ngăn luôn. Cô chú anh chị về có thể để đồ ở đây, đó vật dụng cần thiết á mình cất vào đây rất là tiện lợi luôn.
Ở mặt bếp á, thì anh Dương dán đá hoa cương đen cho cô chú anh chị mình nè, rất là sạch sẽ nha. Đó, mặt bếp thì có chén gương, không ẩm bẩn dễ đâu chùi, đi chung với hệ thống đèn led khắp xung quanh bếp luôn. Có tủ có bồn với chén rau ở đây, vậy này mình thể để thêm bàn ăn dành cho 4-8 người ngồi ăn đây, rất là rộng rãi luôn. Cả nhà mình tới 4 phòng ngủ luôn mà, cho gia đình mình ở từ 8 đến 10 thành viên luôn, ở rất là phù hợp. Trần cũng vậy, ở như là giật cho cô chú anh chị mình có trần thạch cao, ở phía trên thì có quạt rất là mát luôn, lưu thông gió nha cô chú anh chị. Đó, và nhà mình thì có một cái khoảng sân sau rất là rộng luôn, cho cô chú anh chị mình về có thể mần cá mần gà vịt nè. Ở đây em đưa góp gạch cao đá sạch sẽ cho mình luôn nha. Và đây thì có một cái món xả bây giờ đầy đủ hết cho mình, ở vòi nước thì giữa độ đây rất tiện lợi luôn, mặt hàng toilet cho đằng chạch nha, đầy đủ thiết bị luôn như là labo nè, rồi sen bồn cầu và ẩm đặt lên tới tận nóc luôn nha cô chú anh chị, rất là sạch sẽ luôn. Và căn nhà mình là hướng tây nha, sổ không riêng, và đặc biệt căn nhà mình thì nằm trong khu dân cư rất đông đúc luôn. Và đường phía trước nhà mình á là đường nhựa 8m nha, rất là rộng rãi. Và căn nhà này thì em như xin báo giá luôn, đúng giá chỉ có 2.650.000.000 thôi. Ở sổ không riêng luôn, ở rất là tuyệt vời. Thì nhà mình cô chú anh chị mình tiếp tục lên lầu trên nè. Và đây sẽ là khoảng không gian cầu thang lên tầng 1 nha cô chú anh chị, rất là rộng rãi luôn. Và đây thì có đèn con công nè, trang trí nha, để soi sáng khoảng không gian cầu thang của nhà mình. Và đặc biệt khoảng không gian cầu thang rất là sáng nha cô chú anh chị, ở có một cái giếng trời phía bên trên luôn, rất là tuyệt vời. Tay vịn ở đây như sử dụng tay vịn bằng gỗ căm xe nha, thì chuẩn bị kính cường lực 12 ly luôn. Và trên tầng 1 mình thì sẽ có 3 phòng ngủ và 1 vệ sinh. Đó, thì giờ mời cô chú anh chị mình tham quan tiếp nè. Đó, đây sẽ là căn phòng ngủ thứ nhất ở trên tầng 1 mình nha cô chú anh chị. Đó, rất là rộng rãi luôn. Đó, cho cô chú anh chị về để giường tủ quần áo nha. Đó, có cửa sổ đầy đủ hết cho mình, rất là sáng luôn. Nãy giờ gió đây vào thì sáng vào. Đó, trần thạch cao nè, tuyệt hợp luôn. Cửa nhôm sifa và kèm toilet ở dưới tầng trệt, ở dưới ở trên lầu mình luôn nha, đều thiết bị. Đó, và đây sẽ là căn phòng ngủ thứ hai nè cô chú anh chị. Đó, nhìn rất là rộng rãi nha. Đó, cũng có trần thạch cao. Đó, đèn lớn trang trí này rất là đầy đủ rồi, rất là đẹp nha. Đó, đi cửa cũng là cửa nhôm sifa, đi chung với kính mờ. Đó, và đây sẽ là căn phòng ngủ master nha cô chú anh chị. Đó, rộng rãi nha. Phòng này thì cô chú anh chị có thể làm phòng ngủ hoặc phòng thờ cũng được. Đó, có cửa sổ luôn để sáng gió vào. Trần cũng như trần thạch cao, có đèn chùm ở chính giữa luôn, và kèm một cái lối cửa đi ra ban công nha cô chú anh chị. Đó, chiều cô chú anh chị mình có thể ra đây mình không mát không gió nè. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và bên tường á thì ở đây em vừa có ốp gạch 3D sẵn sạch sẽ hết cho mình rồi. Đó, mà căn nhà mình như cô chú anh chị thấy nó nằm trong khu dân cư nha, đường trước nhà rộng rãi, và từ đây mình ra chợ mình tránh khoảng 700m thôi, hướng tây luôn. Và cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video của em nha. Thì cuối video á thì em xin nói lại một số thông tin chi tiết về căn nhà này để cho cô chú anh chị mình nắm luôn. Và căn nhà mình á là một căn nhà riêng lẻ nha cô chú anh chị, ở sổ riêng luôn. Và đất ở đây em đi xây dựng cho cô chú anh chị là đất full thổ cư 100% nha. Ở rất là tuyệt vời luôn. Và căn nhà mình á thì với thiết kế nó sẽ là một trệt một lầu nè, gồm 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn, với diện tích cực kỳ đẹp, ngang 4m2 và dài tới tận 20m nha cô chú anh chị. Ở cô chú anh chị mình đi cái căn nhà dài thòn luôn. Đó, mà giá chỉ có trên đúng chỉ có 2.650.000 thôi nha, sổ riêng luôn. Đó, căn nhà này thì có hỗ trợ vay thì cô chú anh chị mình tài chính tầm 1.2 thôi nha. Đó, mình xuống mình có thể chốt được căn này rồi. Đó, còn bao nhiêu em Dương sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình góp luôn với một lãi với lãi suất cực kỳ thấp cho mình. Đó, ở đây á thì tầm bán kính cô chú anh chị mình 500m á thì cô chú anh chị mình có chợ Trung Thành nè. Đó, khu công nghiệp Cầu Tràm luôn, đầy đủ hết cho mình, trường học các cấp. Đó, mua cô chú anh chị mua ngay ở an cư lập nghiệp, rất là tuyệt vời luôn nha. Ở căn nhà này nè cô chú anh chị mình nhìn ngắm đi, ở mặt dần kia mấy hàng rất là đẹp luôn. Đó, và nằm trong khu dân cư cô chú anh chị, như cô chú anh chị thấy đó, đường phía trước nhà của mình á là đường nhựa 7m nha. Đó, xe ô tô siêu lịch di chuyển qua tới tận cửa luôn. Và căn nhà này em như xin nhắc lại đúng giá chỉ có 2.650.000 thôi. Đó, thì tài chính của chú anh chị mình tầm 1.2 nha, mình xuống mình có thể mua được căn rồi. Còn bò lại bao nhiêu em như sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình góp luôn với một lãi suất cực kỳ rẻ. Và số điện thoại em như để phía dưới màn hình á thì cô chú anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp với mình á thì cứ nhấc máy alo cho em. Em như sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình xuống xem căn nhà này và để có cơ hội được sở hữu căn nhà này với một cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, thì cuối video á thì em như xin chúc cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nè, thành công trong công việc, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video clip tiếp theo ạ.